Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh, Tết đến xuân sang, 420.000 lao động mất việc và vẫn trên đà cắt giảm nhân công. Thức suốt đêm chờ rút bảo hiểm xã hội một lần. Tiếp tục tranh luận về việc trường Đại học Bách khoa đổi thành Đại học Bách khoa. Chuyên gia cho rằng giải thích của Thứ trưởng rất khó hiểu, rối rắm gây hiểu lầm. 86% dân số thế giới sẽ trải qua thời khắc trời tối đen vào ngày hôm nay. Riêng Việt Nam không được chứng kiến. Cán bộ sở điều hành đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Đắk Nông. Trung Quốc học Việt Nam chống dịch. Trường hợp mắc COVID-19 nhẹ không có triệu chứng có thể cách ly tại nhà. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Cán bộ sở điều hành đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Đắk Nông. Thưa quý vị, theo kết quả điều tra, đầu tháng 11, Huỳnh Kim Chí, sinh năm 1993, trú tại huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, gặp Lê Duy Tú, sinh năm 1993, trú tại huyện Đắk Rơ Lấp, và Lương Ngọc Thành, sinh năm 1993, là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, đã bàn bạc thống nhất nhận tài khoản cá độ bóng đá qua Internet để tổ chức cá độ trong dịp World Cup 2022. Trong đó, cơ quan công an xác định Lương Ngọc Thành giữ vai trò điều hành, đưa ra quy tắc để những người cá độ tham gia đặt cược. Ngoài Lương Ngọc Thành, công an xác định còn có Nguyễn Ngọc Trung, chuyên viên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông. Số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước hoạt động rất tinh vi với số tiền giao dịch gần 600 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tiếp tục tranh luận về việc trường Đại học Bách khoa đổi thành Đại học Bách khoa. Chuyên gia cho rằng giải thích của Thứ trưởng rất khó hiểu, rối rắm gây hiểu lầm. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử Vietnamnet, ngay sau khi Thủ tướng quyết định phê duyệt trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều người bất ngờ và băn khoăn về thuật ngữ đại học, trường đại học khác nhau như thế nào. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales của Úc cũng bày tỏ, nhiều người thấy rối trước hai thuật ngữ trên, xuất phát từ cơ cấu tổ chức của các đại học ở Việt Nam, nhiều trường đại học trong một đại học. Ông thẳng thắn cho rằng, cách giải thích của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học là tổ chức đào tạo nhiều lĩnh vực và có nhiều trường phụ thuộc, còn trường đại học đào tạo đa ngành thuộc một vài lĩnh vực, rất khó hiểu. Theo ông, không cần phải có chữ trường trước tên một đại học, chỉ đại học là đủ. Tên gọi không quá quan trọng, thương hiệu của một trường mới là quan trọng. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. 86% dân số thế giới sẽ trải qua thời khắc trời tối đen vào ngày hôm nay. Riêng Việt Nam không được chứng kiến. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử VTV của Đài Truyền hình Việt Nam, màn đêm sẽ ngự trị trên bầu trời của ba lục địa đông dân nhất gồm châu Á, châu Phi và châu Âu vào thời khắc trời đất giao hòa trong ngày 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Căn cứ vào thuật toán và dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Khoa học Trái đất tại Đại học Columbia của Mỹ, khoảnh khắc thời điểm bầu trời tối đen như mực xảy ra vào lúc 19 giờ 56 phút ngày 6 tháng 12 giờ Mỹ, tức là 2 giờ 56 phút ngày 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Theo đó, sẽ có 86% dân số thế giới, tức là hơn 6,6 tỷ người, chứng kiến bầu trời tối đen như mực. Tỷ lệ này cao hơn mức bình thường khi chỉ có khoảng 60% dân số nằm trong vùng trời tối. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian đêm tối tại Việt Nam nên người dân sẽ không có dịp chứng kiến hiện tượng này. Cụ thể, sẽ có khoảnh khắc ba châu lục cùng rơi vào bóng tối đêm đen. Đó là thời điểm màn đêm vừa buông xuống ở châu Âu, nhưng những tia nắng đầu tiên của ngày mới lại chưa kịp ló tới vùng viễn đông châu Á. Khoảnh khắc hiếm hoi này là một dạng thời tiết đặc biệt khi trời và đất giao hòa lỏng lẻo. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh, Tết đến xuân sang, 420.000 lao động mất việc và vẫn trên đà cắt giảm nhân công. Thức suốt đêm chờ rút bảo hiểm xã hội một lần. Thưa quý vị, ghi nhận lúc 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, khoảng 50 người tập trung trước trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chờ tới 7 giờ 30 phút làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Do nhu cầu tăng cao, trong khi các cơ sở chỉ nhận lượng hồ sơ hạn chế, nhiều người đi từ 2 giờ sáng, thậm chí chờ trước cổng từ đêm hôm trước. Nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi, một số người mang áo mưa trải dưới đất nằm ngủ. Để tránh tình trạng chen lấn khi tới giờ lấy số thứ tự vào làm hồ sơ, người dân tự thỏa thuận viết vị trí xếp hàng vào mảnh giấy. Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố số liệu gần nhất về người nhận trợ cấp một lần. Tuy nhiên, đơn vị này ghi nhận một số địa phương ngoại thành như quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Thủ Đức thường xuyên quá tải do lượng lớn lao động ở các tỉnh đến làm thủ tục. Những tháng vừa qua, sản xuất của nhiều doanh nghiệp giảm sút do tác động của tình hình thế giới. Số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động thống kê tại 44 tỉnh thành, chủ yếu từ giữa năm đến nay,
cho thấy 472.000 công nhân bị ảnh hưởng, trong đó 41.500 người mất việc. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lo ngại về làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần có thể tiếp tục gia tăng. Trước trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức lúc 5 giờ hôm nay, gần 200 người ngồi chờ làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng dùng hàng rào sắt quây trước trụ sở. Và đến 6 giờ 30 phút, người dân đứng trước cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn lấy số thứ tự. Bảo vệ chỉ mở hờ cổng, liên tục nhắc người dân giữ trật tự, không xô đẩy. Trong khi đó, dòng người đổ về làm thủ tục trước trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức ngày một đông hơn. Trong lúc bảo vệ phát số, nhiều người dân vẫn chen lấn, cố giành tấm phiếu để được vào làm hồ sơ sau nhiều giờ chờ đợi. Liên quan tới tình trạng này, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân tích rằng, trong các giai đoạn khó khăn, làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần đã xảy ra dù cơ quan quản lý không muốn, công đoàn tích cực tuyên truyền công nhân gắn bó sản xuất. Công đoàn dự báo, từ nay đến hết quý 2 năm 2023, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 15.000 lao động, 271.700 người bị giảm giờ làm. Ngoài ra, sẽ có tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác, hoặc lợi dụng tình hình để thanh lọc lao động trên 35 tuổi nhằm tuyển dụng người trẻ, chi phí thấp hơn. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Trung Quốc học Việt Nam chống dịch. Trường hợp mắc COVID-19 nhẹ không có triệu chứng có thể cách ly tại nhà. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12, Trung Quốc công bố nới lỏng quy định chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Trong đó các ca có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể cách ly tại nhà. Theo hướng dẫn mới, các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng sẽ có thể cách ly tại nhà, đồng nghĩa chấm dứt yêu cầu tất cả ca dương tính phải được cách ly tại các cơ sở tập trung của chính quyền. Hãng tin Reuters của Mỹ bình luận, đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân sống chung với dịch COVID-19. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, tần suất và phạm vi xét nghiệm PCR cũng sẽ giảm. Việc xét nghiệm đại trà bắt buộc sẽ chỉ còn diễn ra ở các khu vực trường học có nguy cơ cao. Theo các quy định mới, những người đi lại giữa các tỉnh ở Trung Quốc cũng sẽ không còn phải xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ và họ sẽ không phải xét nghiệm khi đến nơi. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc công bố nới lỏng các biện pháp chống dịch chỉ vài giờ sau khi chính phủ nước này công bố thêm dữ liệu cho thấy tác động kinh tế của chính sách Zero Covid. Trong gần 3 năm qua, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt, coi đây như một căn bệnh nguy hiểm, ngang hàng với bệnh dịch hạch và dịch tả. Tuy nhiên, kể từ tuần trước, các quan chức cấp cao nước này thừa nhận khả năng gây bệnh của virus đã giảm, còn một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng COVID-19 hiện không gây chết chóc hơn cúm mùa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!